Xin chào các bạn, ở đây hiện mình đang có hai chiếc S7 phiên bản màu hồng. Một chiếc là màu hồng phấn và một chiếc là màu hồng thâm. Cả hai phiên bản này thì đều là máy Hàn Quốc mới 100%. Các bạn chú ý, Việt Nam mình chỉ có hồng thâm chứ không hề có hồng phấn đâu nha. Khung viền của cả hai máy thì đều là màu hồng, nhưng màu hồng trên viền của chiếc Samsung Galaxy S7 màu hồng phấn thì sẽ lọt hơn và hơi giống màu bạc, không được đậm như trên chiếc Galaxy S7 màu hồng thâm này. Còn lại màu của dải anten, rắc tai nghe hay là rắc chân sạc thì màu hồng như nhau. Và mình chắc chắn qua một thời gian sử dụng, rút ra và cắm vào nhiều, màu hồng trong những cái lỗ này sẽ thâm như nhau mà thôi. Màu hồng của chiếc hồng phấn này, nếu như các bạn sử dụng ngoài trời thì các bạn sẽ phát hiện ra một điều rất là đặc biệt. Đó là nếu nghiêng qua bên trái hoặc nghiêng qua bên phải, nó vẫn sẽ là hồng phấn. Còn chiếc Samsung Galaxy S7 màu hồng thâm thì chẳng có gì đâu hết, nghiêng cái là chuyển sang màu vàng. Theo ý kiến của mình thì màu hồng phấn sẽ thích hợp với những bạn nam tuổi teen, ngây thơ từ 16 cho tới 20 tuổi. Còn màu hồng thâm sẽ thích hợp cho những bạn nam về sau hơn, tại vì càng về sau thì nó sẽ càng thâm. Còn bạn thấy mình hợp với màu hồng nào, xin mời comment để lại ở bên dưới video cho mình cùng xem với nha. Để biết thêm thông tin và giá bán của sản phẩm, xin mời các bạn truy cập website xtmobile.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Thank you.